Rồi chúng ta bắt đầu này. Hôm nay tôi sẽ tức là tôi muốn có một cái buổi nhanh thôi. Chúng ta giải thử một cái đề thi tin học trẻ. Đây là cái đề thi vòng chung kết nhé của năm 2022. Thì tôi từng nói nhiều trên các cái buổi tập huấn khác ấy là từ năm 2021 trở đi thì hội tin học trẻ, tức là cái Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam ấy, họ đã thay đổi cái cách thi. Trước kia thì là cái kỳ thi nó khác, cái thi thi học trẻ nó khác, hồi tôi còn đang phụ trách cái phần liên quan đến Scratch thì nó khác. Tôi thích thiên về những cái bài tập về vẽ, những cái bài tập giải toán đơn giản thôi, và muốn tạo ra cho học sinh tự động làm những cái bài tập liên quan đến làm chương trình phần mềm đơn giản, ứng dụng đơn giản cho nó thích thú. Thì tôi nghĩ rằng là học sinh trẻ con ấy là nó rất thích những cái lập trình mà tạo ra cái chương trình thú vị, có cái tương tác. Nhưng mà cái loại thi như vậy thì có một cái nhược điểm là chấm rất là mệt, chấm rất là khó và mệt, mất thời gian. Cho nên là hội thi họ muốn là đổi cái đề bài sang cái loại nào chấm nhanh, thì chính cho nên ra đời những cái tập như gần đây nó có đấy, từ năm 2021 trở lại đây là cái đề thi học trẻ là nó đổi cái là nôm na là lập trình thi đấu, lập trình là đầu vào đầu ra chỉ một số thôi, và nó chương trình nó tự động chấm. Làm như vậy nó có ưu điểm là nhanh hơn, thuận tiện hơn cho ban giám khảo, nhưng mà theo tôi có cái rất nhiều cái nhược điểm. Thì lát nữa tôi sẽ chúng ta giải thử bài này, tập này chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đấy, tập này như sau này, chúng ta cho trước đầu vào là một số N. Đấy, và đầu ra là đáp án đầu ra là phải chỉ ra một cái số mà là chiều cao của cái hình tọa, hình này là hình gọi là hình tháp lục giác nhé, là cái hình lục giác mô tả đúng như thế này. Chiều cao của nó là cái số lượng các cái mức như này. Với cái hình này là chiều cao của nó là bằng 2, cái bài này chiều cao bằng 3. Nhưng mà đầu vào là N lớn là cái số lượng các cái que tính, và đầu ra là cái chiều cao cao nhất có thể của một cái hình lục giác, hình tháp lục giác mà có cái số lượng que tính là nhỏ hơn hoặc bằng N lớn. Vậy là đầu vào là tôi gọi cái chiều cao này là N đấy nhỉ, là N nhỏ, thì đầu vào là N lớn, đầu ra sẽ là N nhỏ. Như vậy cái bài tập đoạn này là bài tập nó chỉ có rất đơn giản là cho trước cái đầu vào N lớn, đầu ra là N nhỏ, và họ ban giám khảo họ chỉ làm cái test rất đơn giản, chúng ta cho trước mà ví dụ là n cho trước là ví dụ là 10 cái test, mỗi test như vậy ứng với 10 số n lớn, và đầu ra họ biết trước rồi và họ kiểm tra như vậy thôi, rất nhanh. Thì những cái bài tập dạng này là bài tập mà nó gọi là bài tập thi đấu hay là giải toán, là cái đề bài mà nó chấm rất nhanh. Vì ưu điểm của cái đề dạng này là nó chấm nhanh. Nhưng mà theo tôi thì nó có rất nhiều những cái nhược điểm. Thì bây giờ tôi muốn giải cụ thể bài này, giải chi tiết cặn kẽ để chúng ta cùng xem là nó như thế nào nhé. Thì với một số bạn chắc là sẽ là thấy sẽ khó đấy. Theo tôi cũng thấy là khó đối với bậc tiểu học rất khó. Cái bài này đáng lẽ ra bài này nó cho học sinh cấp 3 thì hợp lý. Vì cái kiến thức học là cấp 2 là cùng, là rất hợp lý về mặt tư duy logic, về mặt kiến thức toán học, tin học là hợp lý. Nhưng mà với học sinh tiểu học thì theo tôi là nó quá nặng. Chúng ta thử nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái hình này, tôi gọi cái này là hình tháp lục giác nhé. Mỗi cái hình nhỏ này là cái hình nhỏ như này là một cái hình lục giác. Còn cả cái hình như này tôi gọi là tháp lục giác. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này. Chúng ta cùng nhau phân tích cái tôi gọi chung cái hình đó là cái hình tháp lục giác nhé. Độ cao, tôi gọi độ cao của nó là n nhé, là cái bậc như vậy. Như vậy vn bằng, và đây là vn này, đây là với hình này nhé, yeah. N là hình này, và đây tôi tính cái số lượng que tính cần có để mà vẽ được hình lục giác, hình thép, hình tháp lục giác n đi nhé. Tôi gọi số này là số gọi là số qn đi nhé. Đấy, với n bằng 1 thì nó có một hình thôi như này thôi, nó là hình lục giác như này đúng không nào? Hình lục giác nó có một hình thôi và nó rõ ràng số lượng quy tính của nó là 6.
Chúng ta thấy rõ không nào nhé. Bây giờ tính từ VN bằng 2 nhé. VN bằng 2 tức là hình này này. Hình này là N bằng 2 này. Đấy. Thì ta có là bao nhiêu có tính nào. Ta đếm thử nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đúng không nào? 15. Như vậy với cái hình VN bằng 2. Với N bằng 2 nhé. Với N bằng 2 thì hình như thế này này. Đầu tiên chúng ta vẽ cái hình gốc như thế này. Đấy. Xong bên này chúng ta vẽ thêm hai hình nữa ở bên đây. Và có thể đếm được nó chính là 15. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 hình. 15 quy tính. Như vậy là với cái hình tháp lục giác mà là chiều cao lại 2 thì số lượng quy tính tối thiểu là quy tính cần có là đúng 15 nhé. Bây chúng ta quan sát thử tiếp với VN bằng 3, những cái tháp bằng 3 là cái tháp này này. Đó, tháp này này. Xem là cái số lượng quy tính nó là bao nhiêu nhé. Nhưng mà cái bài này là cái người lập hoàn toán là phải làm bài tập này là phải biết được chuyện đó nhé, phải phân tích được. Như vậy VN bằng 3 nhé. Tức là cái hình tháp lục giác nó có 3 tầng. Thì đối với chúng ta cứ vẽ ở mức độ là đầu tiên là một tầng này. Sau vẽ tầng thứ hai này. Tầng thứ hai đây nhé. Đấy. Và tầng thứ ba đây. Được chưa? Thì ta thấy là cái đoạn trên này chính là hình là cái tháp bậc 2. Còn thế này thêm một bậc nữa. Như vậy ở phía trên này này là cần là 15 cái quy tính. Tính tiếp này. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Như vậy nó là 27 quy tính. Đấy. Được chưa? Vấn đề là gì? Như vậy là nếu mà đầu vào ta cho N này. N nhé. Với N ta cho bằng 7 thì rõ ràng là nó chỉ được phép là tạo ra làm lớn, chỉ phép tạo ra làm cái hình tháp là chỉ còn là một thôi. Như vậy với n bằng 7 thì n nhỏ nó sẽ gì, n nhỏ nó sẽ là nó sẽ là một thôi. Đấy. Với n bằng 10, n nhỏ vẫn là một thôi. Với n bằng 15, đây thì 15 thì nó cũng cho phép là 2. Như vậy nó đáp số nó sẽ là 2. Đấy. N bằng 16, đáp số nó vẫn là 2 vì nó không vượt quá được, phải là 27 trở lên mới là 3. Như vậy là với N bằng 20 thì nó vẫn là 2. Với N bằng 27 thì nó mới là 3. Đấy. Như vậy đầu vào cho chiếc N lớn. Đầu ra bài toán là tính được cái số N nhỏ là cái bậc, là cái chiều cao của cái tháp lục giác. Các bạn đã hiểu điều bài chưa? Như vậy đây là một cái bài nôm na, là một cái bài thuần túy là toán học thôi. Nhưng mà nó có một chút tin học là cần phải tính toán một chút để nó lập trình thì nó ra được cái chuyện đó. Đấy, vấn đề là gì? Như vậy để mà đầu vào cho chiếc N, bây giờ đầu ra là phải tìm cái số N. Như vậy bài toán như sau nhé. Bài toán là như sau. Bài toán sẽ dẫn về như sau. Bài toán chúng ta là như sau. Bài toán là như sau. Bài toán là gì? Là input đầu vào là N lớn. Vì output là cái số N nhỏ lớn nhất. Đúng không nhỉ? Sao cho là gì? Sao cho là cái số lượng quy tính của hình tháp lục giác chiều cao N. Chiều cao N. Tôi gọi số này là số QN đi. Đấy. Tìm N lớn nhất thì sao cho QN nhỏ hơn hoặc bằng N lớn. Đó. Như vậy bài toán của chúng ta là gì? Là phải tính được cái QN này nhé. Và tìm số N lớn nhất sao cho là QN nhỏ hơn bằng N lớn. Như vậy bài toán đặt ra như sau này. Đặt ra như sau nhé. Là viết lại bài toán này. Viết lại bài toán như sau. Bài toán như sau nhé. Bây giờ là input N lớn. Bây giờ output là số N nhỏ lớn nhất sao cho QN nhỏ
nhỏ hơn hoặc bằng n lớn đó. Như vậy là cái bài toán của chúng ta là dẫn về cái bài toán đó nhé, các bạn có hiểu không nào? Đấy nhé. Dẫn về cái một cái bài toán nó rất là tường minh. Đấy. Như vậy vấn vấn đề vấn đích như vậy cái bài tập này là gì? Bài tập này đích của nó là làm sao phải tính được cái QN này. Có tính được không nhỉ? Được chưa? Rồi sau đó thì bài toán cũng đặt ra một yêu cầu nữa là gì? Sau khi tính được N rồi thì kiểm tra và vẽ được hình này ở trên màn hình. Đấy, như vậy bài tập nó có hai ý nhé. Bài tập 1 là cho trước N lớn, tính số N nhỏ là chiều cao của cái hình chiều cao lớn nhất của cái hình hình tháp mà lục giác mà sao cho là QN. QN là cái số lượng các que tính để vẽ được cái hình tháp lục giác chiều cao N. Sao cho là QN là nhỏ hơn bằng N lớn nhé. Rồi, và với cái N với N mà tìm được này thì chúng ta phải vẽ được hình. Được chưa? Vẽ được hình ở trên màn hình. Đấy, nhưng mà tập này nó có hai ý hay. Một ý là tính N nhỏ, tính những cái chiều cao. Và cái bài ý thứ hai là vẽ được. Tất nhiên là không phải là vẽ một cách tự do được vì chiều cao của cái màn hình nó hạn chế mà. Chứ nên không phải là vẽ N bằng quá lớn, N mà rất lớn lên thì không thể vẽ được. Thì vấn đề là tìm được sao cho là nó phải vẽ được. Vậy là đồ bài nếu mà em với N lớn đó mà tìm N nhỏ đó mà vẽ được thì vẽ. Không được thì không vẽ. Chỉ thông báo cái đáp số là N nhỏ thôi. Đây. Đồ bài cho đây này. Ví dụ là với N bằng nhỏ hơn bằng 222 thì phải tính được N nhỏ. Đây, N nhỏ là số này này và vẽ được hình. Còn với N đủ lớn, N lớn 222 thì không vẽ được mà chỉ thông báo cái số N số chiều cao thôi nhé. Đấy. Thì bạn thấy không nào? Như vậy bây giờ chúng ta hình dung bài toán chưa? Nhưng mà cái bài toán này là nó là một bài toán mà đọc ra hơi khó hiểu một chút, nhưng mà chúng ta phân tích một chút cho thấy là nó chính là cái bài toán này thôi. Như vậy là cho trước N lớn, đấy. Số lượng que tính. Bây giờ cần tính được cái số N tôi gọi là N nhỏ cho nó dễ, N nhỏ. Lớn lớn nhất sao cho là QN nhỏ hơn hoặc bằng N lớn. Và với cái N nhỏ đó thì kiểm tra và vẽ trên trên màn hình cái hình này. Thì cái bí mà ta vẽ hình cũng rất là hay rồi. Thì chúng ta sẽ quay lại ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích luôn cái hình này phải vẽ như thế nào. Và chúng ta muốn vẽ được ấy thì chiều cao của nó là phải nhỏ hơn chiều cao của màn hình, và chiều rộng của cái hình này phải nhỏ hơn chiều rộng của màn hình máy tính. Được chưa? Chúng ta biết là trong cái Scratch ấy thì cái chiều cao của cái màn hình của Scratch là 360 điểm hay là 360 point. Còn chiều rộng của nó là 480 điểm hay là 480 bước đi đấy. Như vậy là với cái n cụ thể này kiểm tra xem có thể vẽ được cái hình tháp lục giác này với chiều cao nhỏ hơn 360 hay không, hay là hoặc và chiều rộng nhỏ hơn 480 hay không. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ phải tính cả cái với một cái n nhỏ, chúng ta phải tính cả cái QN là cái số lượng các que tính đã đành rồi, là số lượng các cạnh này này. Ngoài ra chúng ta phải tính được là cái chiều cao của nó và chiều rộng của nó nữa. Đấy. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ dẫn như sau nhé. Như vậy là cái bài toán này dẫn đến bài toán sau đây, dẫn đến bài toán tiếp tục dẫn đến như sau nhé. Rồi là bài toán tiếp theo. Là bài toán tiếp theo cần phải làm bài toán tiếp theo này. Tiếp theo là cho trước n nhỏ nhé. N lớn là cái phân đồ vào. N nhỏ chúng ta cần tính cái gì? Cần tính cái gì như sau? Cần tính cái thứ nhất là như sau. Cần tính ba cái tham số sau đây này, chúng ta chú ý. Chúng ta cần tính ba tham số nhé. Một là QN nhỏ là cái số lượng que tính hay số lượng cạnh que tính vẽ để vẽ được cái hình hình tháp lục giác độ cao n nhỏ. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ gọi tiếp một con số nữa là HN là cái chiều cao của tháp tháp và VKN, cái kiệu này là chiều rộng của tháp. Các bạn chú ý nhé. Chiều rộng của tháp. Đó.
Như vậy là chúng ta không không những tính QN và tính cả HN và WN. Nhưng với muốn biết được từ chiều cao và chiều tháp và chiều rộng của tháp, chúng ta phải biết thêm một tham số nữa là khi chúng ta vẽ cái hình, một cái hình cụ thể nó là tạo bởi các hình hình lục giác bằng nhau mà, thì chúng ta phải biết được cái chiều, cái độ dài cạnh này, ví dụ là d nhỏ nhé. Thì như vậy với cái d nhỏ này là chúng ta phải biết được cái HN này, WN này là phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào n là 1 và phụ thuộc số 2 là số d. D là cái độ dài của cái cạnh của hình lục giác nhỏ. Đấy, cho nên là cái HN và WN nó không phải là số cố định. Nó phụ thuộc vào cái d này. D ta chọn trước hoặc ta chọn sau tùy ý. Nhưng mà d là phải chọn làm sao cho là có thể vẽ được. Như vậy là cái điều kiện như sau đây này. Như vậy là cái điều kiện để vẽ được là như sau. Cái điều kiện để vẽ được là như sau. Cái điều kiện nhé. Điều kiện để vẽ được là cái HN này nó phải nhỏ hơn hoặc bằng là chiều cao của cái gì? Chiều cao của cái hình, cái chiều cao của cái màn hình của Scratch ấy, nó là 360 đúng không? 360. Và còn cái WN là chiều rộng, nó phải nhỏ hơn hoặc bằng là 480. Tức là với D cho trước. Cho trước. Đó. Nhưng mà này, mà này nó khá phức tạp. Đúng không ạ? Đầu vào là sẽ làm số n lớn, đầu ra là n nhỏ. Đúng không nào? Input là số n lớn, output là n nhỏ. Nhưng mà với n nhỏ đó, chúng ta sẽ chọn cái d nào đó sao cho HN phải nhỏ hơn 360 thì nó chúng ta mới vẽ được. Còn với mà HN lớn 360 thì không vẽ được. Như vậy là tùy thuộc vào cái d nữa. Cái d nữa nhé. Nhưng mà đồ bài thì nó là không cho phép, nó không, nó trước là cái d là bao nhiêu. Đây là một lỗ hổng của đồ bài. Đồ bài nó cho này, cho chứ lại. Đồ bài đây nó không hề nói là cái hình này là cái hình tháp này là cái hình này là cái trục trục cái hình lục giác nhỏ này. Độ rộng cái cạnh của hình giác nhỏ, lục giác nhỏ là bao nhiêu, nó không cho trước. Đó, cho nên là đây là một cái lỗ hổng của cái đề bài. Nó cho trước chúng ta có thể biết trước được, không cho chúng ta sẽ phải chọn tùy ý. Thì đây là một chỗ là tuy là lỗ hổng thật, nó là lỗ hổng của đề bài thôi, nhưng mà đối với chúng ta là người làm giải thì nó làm chỗ rất là hay, rất linh hoạt. Chúng ta có thể dựa vào đây, chúng ta có thể mở rộng, chúng ta có thể phát triển bài toán, rất nhiều ý hay trong ý này, được chưa? Như vậy cho trước n lớn này, tính đến n nhỏ này, để n nhỏ trước cái này này, và mỗi n nhỏ đó chúng ta sẽ làm sao vẽ được hình một cách đẹp nhất trên màn hình. Thì cái làm sao cho vẽ sao nó vừa vặn vào khung màn hình, đúng không nào? Khung màn hình nó vẽ vào giữa màn hình cho nó đẹp. Như vậy đồ bài này chúng ta cho phép chúng ta như vậy là thành hai bài toán. Bài toán thứ nhất là cho trước n lớn tính n nhỏ. Bài toán đó là bài toán thuần túy toán học, nó khá đơn giản nhưng mà vẫn phải biết được cái công thức QN. Và bài số 2, với cái n đó tính được HN và WN, làm sao có thể vẽ trên màn hình ngoài là đẹp nhất. Đó là bài toán rất là hay luôn nhé. Đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích này. Bây giờ chúng ta làm như sau. Bây giờ bước 1, chúng ta sẽ tính, chúng ta sẽ giải như sau nhé. Bước 1, chúng ta sẽ giải bài toán gốc đã. Chúng ta cho trước, chứ không, bài toán bước 1 là tôi tính QN. Vì đây là bài toán thuần túy là toán học. Chúng ta có thể tính được luôn nhé. Bây giờ chúng ta phân tích là cho ra ngay này. Chúng ta vừa làm ra lúc nãy nhé, vừa trên các bạn thấy nhé. Với n bằng 1 thì q1 ta biết rồi, q1 là bằng 6 chúng ta biết rồi. Với n bằng 2 chúng ta biết được là q2 bằng bao nhiêu? Bằng 15. Với n bằng 3 chúng ta đã biết được là q3 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng ở trên này ta xem bằng 27 nhé, chúng ta chú ý. Thì làm cái nào có thể tính được QN tổng quát không? Đây QN đây này 27 đây này, đấy nhé. Bây giờ làm nào tổng quát không thì chúng ta hoàn toàn chúng ta làm được nhé. Bây giờ chúng ta phân tích cái chỗ này. Thì cái chỗ phân tích này là cái chỗ mà theo tôi là cái phân tích này là đã vượt quá chương trình tiểu học, môn toán tiểu học đấy. Cái chương trình này là phù hợp với cái chương trình mà tính QN này là phù hợp với học sinh lớp 9, lớp 8, lớp 9 vừa vặn thì rất là đẹp.
Nhưng mà lớp 8, lớp 9 thì vẫn phải một chút là nâng cao chuyên toán. Còn nếu mà học sinh bình thường ấy, thì cấp 3 là rất đẹp. Nhưng mà những cái bài này là chỗ này là chỗ mà phù hợp nhất là với học sinh cấp 3 chứ không phải học sinh cấp 1. Cấp 1 thì nó quá nặng. Rồi tôi làm gì nhá? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính cái nôm na là chúng ta tổng quát. Tổng quát là gì? Là cho trước, cho giả sử chúng ta đã tính được cho trước được tính được QN trừ 1 rồi. Bây giờ chúng ta làm sao cho tính được QN không? Cái QN có thể tính được thông qua cái giá trị QN trừ 1. Hoàn toàn làm được nhé. Đây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một tí thôi. Vì cái hình của chúng ta nó như này. Hình của chúng ta thì là cái tháp đó là bản thân cái phần ở phía trên ấy, cái hàng dưới cùng của nó là có n cái hình lục giác. Còn ở phía trên của nó chính là cái phần là qn trừ 1. Đây, chúng ta cùng nhau vẽ nhé. Đây. Một hình này, đây là hàng 1 này, đây là hàng 2 này. Đúng rồi, hàng 2 này. Hàng 3 này, cứ như vậy nhé. Cho đến hàng gần cuối cùng. Cuối cùng thì nó là như này thì nó có n trừ một hình, một hình này, hai hình, ba hình, bốn hình. Đây nhé, bên trên này thông tính nhé. Đấy. Thì tới đây này, tới đây của nó phần trên này này là ứng với là cái hình là đúng với là qn trừ 1. Đấy, n hình bậc hàng cuối cùng là như này nhá. Hàng cuối cùng là như này, chúng ta sẽ vẽ thêm hình này ra, vẽ thêm hình này ra và chúng ta kẻ kẻ xuống đây, kẻ xuống. Đây là hàng cuối cùng nhé. Hàng cuối cùng nó có là n hình lục giác thêm vào đây. Đấy. Đây là chỗ này là có n hình nhé. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là với cái chỗ này n này là rôi ra là bao nhiêu quay tính nhé. Các bạn sẽ cùng nhau tính thử nhé. Cái chỗ này là n hình lục giác, n hình lục giác ở hàng cuối cùng nhé. Chỗ này này. Đấy. Chúng ta cùng nhau tính nhé. Ở phía trên này, ở phần phía trên này là phía trên là chính là lấy là hình lục giác, hình tháp lục giác là n trừ 1 chiều cao. Cho nên ở phía trên này nó số lượng là qn trừ 1. Qn trừ 1 cái quay tính. Bây giờ chúng ta cần tính thêm là phía dưới là cần bao nhiêu hình nữa này. Chúng ta cùng nhau bao nhiêu quay tính này. Ta thấy này. Đây là 2 này, đây là 1, đây là 2 này. Thử ra hai cái nhé. Chỗ này là tính ra chỗ này là hai quay tính. Rồi chỗ này có n hình nhé. 1, 2, 3, tất cả đều 1, 2, 3, 4, n. Nhưng mà chỗ này là bao nhiêu? Chỗ này sẽ là n cộng 1, n cộng 1 quay tính. Chúng ta cùng nhau phân tích nhá. Chỗ này là mất là n cộng 1 quay tính. Quay tính vì vì. Còn dưới này, 1, 2, 1, 2, đây là n cái đỉnh và mỗi đỉnh như vậy nó có hai cái cạnh như này, hai quy tính. Nhưng mà chỗ này là mất là hai n quy tính. N quy tính. Đấy, bạn thấy phân tích chưa? Đấy. Như vậy là gì? Nhưng mà suy ra là qn sẽ bằng sao? Sẽ bằng cái qn trừ 1 là cái phần phía trên đã có rồi. Đúng không? Cộng với bao nhiêu? Cộng với đây là 2 này, đây 2 nhé, cộng với 2. Cộng cái hàng ngang này là bao nhiêu? Hàng ngang này là hàng dọc này là n cộng 1 cộng n cộng 1. Cộng dưới này nữa là cộng 2n. Đấy. Mà ta tính lại cái này bao nhiêu chính bằng qn trừ 1 cộng với 2 cộng 1 là 3. N 2n là 3, vậy chính là 3 cộng với 3n. Đấy. Thấy không nào? Vậy chúng ta có câu số đây nhá. Vậy suy ra xong lần tôi sẽ tổng quát nhé, ta có này. Ta có là qn bằng bằng là 3 nhân với n cộng 1 cộng với qn trừ 1 mà ta biết rằng là q1 bằng 6. Đây chính là công thức người ta gọi đây là công thức truy hồi đấy. Đây chính là người ta gọi là công thức để mà truy hồi để tính tính qn. Thấy không nào? Đấy, các bạn thấy chỗ này là chỗ cái người giải bài này phải phân tích được cái chỗ này. Bây giờ dưới đây chúng ta sẽ tính cụ thể luôn nhé. Từ đây hoàn toàn có thể tính được cụ thể luôn là QN là bao nhiêu. Đấy, thì làm như sau này. Ở đây có hai cách, hoặc là như ai mà lập trình bậc cao ấy, lập trình bậc cao thì ta hoàn toàn có thể dùng một cái ngôn ngữ lập trình cho ta tính tính toán được ngay.
Nhưng mà đối với sinh tiểu học thì chúng ta chưa cái bậc cao của SCAT nó chưa đủ, hoặc rất là khó để làm, cho nên chỗ này chúng ta sẽ phải tính tính trực tiếp luôn. Thì các bạn làm được ngay nhé, đây này, chúng ta tính thử nhé. Bây chúng ta bài tập là chúng ta hãy tính thử QN này. Cho chiếc công thức phi triệu hồi này, mình cần tính cụ thể QN nhé. Ta làm như sau này. Đây, ta có là QN này bằng 3 nhân với n cộng 1 nhé, cộng với QN trừ 1. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp này, đây là 3 n cộng 1 này. Cộng với này, cái QN trừ 1 này có thể tính tiếp được, đó chính là bằng là 3 n cộng với QN trừ 2. Đấy. Thấy không nào? Được chưa? Chúng ta lại tính tiếp nhé, bằng là 3 này n cộng 1 này cộng với 3 n này cộng với này, cái này chúng ta lại khai triển tiếp ra theo công thức triệu hồi ở trên, nó chính là bằng 3 nhân với n trừ 1 cộng với q n trừ 3. Đấy. Và cứ như vậy khai triển mãi ra cho đến cuối cùng cái chỗ này nó là 1 thì như thế này, khi nào mà cái n cuối cùng nó sẽ là n bằng 4 ấy, n bằng 4 thì nó là như thế này. Ở phần cuối cùng ấy, khi n bằng 4 ấy thì cái chỗ này nó sẽ là 1 và cái chỗ này nó sẽ là 3. Được chưa? Vậy nên là như sau. Ở cuối cùng nó sẽ là như sau, nó sẽ bằng này. 3n cộng 1 cộng với q cộng với 3n cộng vân vân, cứ giảm dần. Chứ giảm cuối cùng là gì, là 3 nhân với 3. Đấy. N bằng 4 mà, n 4 ở đây là 3 cộng với Q1 chính là 6. Đấy. Được chưa? Và rồi chúng ta có công thức sau đây này. Chúng ta có cái này nhé. Đây chúng ta có cái chúng ta có như sau. Ta đưa cái 3 ra ngoài, 3 này sẽ bằng là n cộng 1 cộng với n cộng với n cộng giảm dần cho đến cuối cùng là cộng với 3, đây là đây 6, đây chỉ là bằng là 3 nhân với 2. Chỉ là bằng 3 cộng với 2. Đấy, bằng cái này này. Thấy không nào? Quen chưa? Thì đây chỉ là một cái tổng mà ta đã biết cách làm, cách tính. Yeah, cách tính rất là quen thuộc. Với học sinh, thật ra với sinh cấp 2, cấp 1 là rất khó tính cái tổng này đấy. Thế tôi làm lại như sau nhé, cho thật dễ hiểu hơn nhé. Để bằng như sau này. Tôi viết lại cho nó dễ nhé, bằng là 3 này. Đây tôi thêm vào đây là cộng 1, trừ 1 vào là nhất vào đây nhé. Cộng 1 và trừ 1 vào đây, cộng 1 và trừ 1. Trừ 1 tôi bỏ ra ngoài, nên nó sẽ bằng gì, 3 này 1 cộng 2 cộng với n cộng 1 liên tục, và cuối cùng là trừ đi mấy, trừ đi 3. Đây nó ra cái này này. Đấy. Trừ đi 3 nhé. Đấy, chúng ta cùng nhau phân tích cái này một tí thôi. Đấy. Thế thì bằng như sau này, cái tổng này ta thấy trong môn toán ấy là tính ngay được công thức tổng quát của nó. Cái tổng này nó sẽ bằng n cộng 1 nhân với n cộng 2 chia 2. Đấy, bài này nó bằng là 3 nhân với n cộng 1 nhân với n cộng 2 chia 2. Đấy, tất cả trừ đi 3. Đấy. Chúng ta làm tiếp tục nhá. Chúng ta khai triển ra này, nó bằng là 3 này. Một ngoặc ra này, đây sẽ là n bình phương này. Và đây là n là 2n đúng không? Cộng n đây là cộng 3n. Cộng 3n cộng 2. Đấy. Tất cả trừ đi 6 chia cho 2. Đấy. Mở ra cái này nó mất đi này, cái này cho 2 mất đi, cái 2 này mất đi này. Vậy nó sẽ bằng là gì? Bằng là 3n cộng 3 chia 2. Chia 2. Được chưa? Đó, nhưng mà các bạn thấy đây là một cái bài toán rất là thuần túy toán học ấy. Nó bài toán này đối với sinh cấp 3 thì rất là dễ dàng. Với sinh cấp 2 thì nó hơi khó một chút, nhưng mà học sinh chuyên toán là cấp 2 là ngon lành. Còn với cấp 1 thì đúng là nó quá sức của cấp 1. Tổng quát lại có này, QN sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng là 3 phần 2 nhân với n cộng 1, n cộng 3. Đây chính là công thức tổng quát luôn nhé. Công thức tổng quát tính với QN luôn. Đấy. Với n bằng 1 nhé. Thì QN bằng bao nhiêu? QN sẽ bằng với n bằng 1. Với n bằng 1 thì đây là 1, đây là 4 này. 4 này chia 2 là 2, còn là 6. Đấy. Với n bằng 2 nhé. Bằng 2.
đây là 2, đây là 5, 2 nhân 5 là 10, 10 mới 10 mới 3 là 30, 30 trên 2 là 15, đấy, quy là 15, tổng quát luôn nhé. Được chưa? Thì tới đây chúng ta đã hoàn toàn có thể, bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể là gì, đầu bài làm được phần 1 của bài toán ấy, cho chiếc n lớn, biệt tính n sao cho là cái qn là nhỏ hơn bằng n lớn. Như vậy tới đây nhé. Tới đây là chúng ta đã hoàn toàn làm được bài, làm được phần 1 của bài toán. Bây giờ chúng ta giải phần 1 bài toán nhé, giải này. Đây là bước 1 là tính qn nhân bước 2. Bước 2 là chúng ta giải phần 1 của bài toán. Giải phần 1. Phần 1 của bài toán nhé. Bài toán là cho trước, cho trước n lớn, bây giờ tính tính n nhỏ, tính n nhỏ lớn nhất, lớn nhất sao cho, sao cho là qn nhỏ hơn là bằng n lớn. Đấy. Được chưa? Cho nên với cái vì ta bây giờ qn là bằng cái này rồi, bằng cái này rồi, chúng ta có thể tính được ngay nhé. Biệt tôi mô tả luôn các bạn cái lấy luôn nhé, cái đoạn chương trình mà để tính cái n nhỏ này nhé. Tôi sẽ viết bằng 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 cái kiểu bằng cái các câu lệnh trên màn hình thôi, còn chúng ta sẽ mô tả nó bằng bằng chương trình sau nhé. Đây biệt tôi viết cái đoạn chương trình, hay tôi gọi dùng từ là cái thuật giải hay thuật toán nhé, thuật toán tính tính cái tính số n lớn nhé. Với đầu vào là n lớn nhé. Đây. Được chưa? Là cái làm như sau này. Chúng ta đã biết qn bằng này rồi, bây giờ làm như sau này, tôi mô tả luôn toán đơn giản. Chúng ta chỉ việc làm như sau, chúng ta đặt cái input này. Input của chúng ta là n lớn nhé. Đó. Đầu tiên chúng ta đặt n bằng 0 và q bằng 0. Đấy. Q bằng 0 và chúng ta sẽ tăng lên. Chúng ta vào cái vòng lặp, chúng ta dùng lệnh là repeat, ở trong là repeat nhé, repeat until until mà cho đến khi nào mà Q mà lớn hơn n thì dừng lại. Đấy, dừng lại. Thì ta đặt trong này, ta đặt lại một lần, ta đặt tăng n lên cộng 1 lên và Q thì bằng là 3 n cộng 3 chia 2. Đấy, tính như cái này. Sau khi mà hết vòng lặp này rồi thì vì n nó vượt lên quá, tôi phải giảm n đi, n bằng n trừ 1, tôi giảm lên 1 đi. Đấy. Và đây là output là n. Đấy. Đây chính là đoạn chương trình chính đấy, để giải phần 1 của bài toán là cho chiếc n lớn tính n nhỏ. Đấy, thì chúng ta cứ vì vấn đề là nó phải tăng n lên và tính qn, trừ nào mà qn nó vượt quá cái này thì ta dừng lại, khi nó vượt quá rồi ta phải lùi nó lại thời trừ 1 thì nó là đúng, được chưa? Đây chính là, đây là đoạn chương trình là ta tính cái phần 1 của bài toán nhé. Đó, được chưa? Bây giờ tôi làm là bây giờ tôi làm ngay trên màn hình cái phần này trước nhé. Như vậy cái phần là phần 1 của bài toán này, chắc là bài toán này sẽ được, phần này sẽ được một nửa số điểm của bài toán. Tôi làm như sau rất nhanh nhé. Cái này ta có sẵn rồi, tôi làm sao đây. Đây nhé. Rồi chúng ta làm phần 1 trước này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra các cái biến này. Biến của chúng ta đầu tiên là biến n lớn này, n lớn nhé, là đầu vào của bài toán. Biến thứ hai là biến n nhỏ, là cái đầu ra của bài toán. Và biến thứ ba là cái biến q. Biến q là cái biến để tính cái số lượng que tính tối thiểu cần để vẽ ra cái hình tháp lục giác chiều cao n nhỏ. Đó. Cần ba cái biến này nhé. Bây giờ tôi mô tả ngay cái bài toán như sau nhé. Đây. Đầu tiên đây tôi nhập vào cái lệnh này. Đây, vào cái lệnh này nhé. Đây là nhập số này. Nhập số tự nhiên n nhé. Và tôi sẽ gán cái n lớn đây nhé. Đấy, rồi gán nó bằng cái này. Đấy. Sau đó tôi sẽ vào vòng lặp. Tôi làm như sau. Tôi có cái hai, tôi hàng hai cái biến đúng không? Biến n, biến q, tôi đặt cái biến n nhỏ là cần tìm là 0 này. Đặt cái biến số 2 là biến q này. Đấy, q nhé, bằng 0. Và tôi vào cái lệnh sau đây. Và cái lệnh tôi lặp cho đến khi tôi liên tục
lọc cho đến khi mà Q lớn hơn N lớn thì ta dừng lại đây. Lọc cho đến khi mà lớn hơn đây nhé. Lọc cho đến khi mà khi nào dừng lại, khi mà cái biến Q này, cái số lượng, cái số cạnh mà ta tìm được lớn hơn N lớn thì dừng lại. Và khi đó chúng ta sẽ phải giảm N nhỏ đi ra. Đây, N lớn nhé. Và tôi làm như sau. Tôi muốn làm như vậy, tôi tăng N nhỏ lên một đơn vị. Và tôi tính bước tiếp theo, tôi tính cái Q bao nhiêu. Q bằng là 3N nhân N cộng 3 trên 2, như vậy là một phép nhân. Đây là hai phép nhân, phép chia, đây là phép cộng nữa, nó hơi phức tạp một chút nhé. Chúng ta chỉ có làm một tí nhé. Đây, đầu tiên chúng ta có cái tổng quát là phép chia trước này, từ bên trái sang này. Đầu tiên là tôi lấy phép chia này. Đấy. Đây là chia 2 nhé. Chia 2. Sau đó là hình như là 3 phép nhân. 1 phép nhân, 2 phép nhân và đây là 3 phép nhân. Mấy phép nhân nhé. Xem lại một chút công thức này. 1 nhân, 2 nhân, 3 nhân. Trong nhân này thì là N cộng 3 là phép cộng ở trong này nữa. Thì tôi làm 3 phép nhân trước nhé. Đây. 1, 2, 3. Được chưa? Thì ở đây là 3. Ở đây là 3. Đây là 3 này. Ở đây là N. Đây là N nhỏ. N nhỏ. Còn trong chỗ này này, cái chỗ này nó sẽ là N cộng 3. Chỗ này ta phải thêm vào đây một cái biến nữa. Ở đây là cái thêm vào đây một cái phép cộng ở chỗ này nữa. Phép cộng đây. Đấy. Trong này, chỗ này này. Chỗ này chính là N. N đây cộng 3 vào đây. Đấy. Và toàn bộ cái này chúng ta sẽ đưa vào đây. Đó. Và cái này sẽ đưa vào đây. Ok. Được chưa? Được chưa. Đấy, các bạn nhìn rõ cái gì? Đấy, nhìn rất rõ đúng không nào? Và tôi đưa vào đây. Đấy. Tức là vòng lặp này, vòng lặp liên tục cho khi nào mà Q lần đầu tiên Q lớn hơn N là dừng lại. Khi đó N đã vượt quá rồi, chúng ta sẽ phải giảm N đi một đơn vị. Giảm N đi một đơn vị. Trên N by trừ 1 thì mình đã đáp số nhé. Đấy. Và cuối cùng chúng ta sẽ in nó ra. Đưa ra màn hình, chúng ta dùng cái lệnh say để chúng ta in ra thôi. Lệnh say đây. Say đây. Say N nhé. Say N. Đây. Đó. Thì đây chính là cái phần đầu của chương trình đấy. Bây giờ tôi làm thử nhé. Bạn xem nhé. Đây tôi làm thử này. Tôi cho này. N bằng tôi nhớ lại một chút nhé, là bao nhiêu này. Đấy. N bằng bằng 15. Xem nó ra N bao nhiêu, N bằng 15 nhé. Thì nó ra là N bằng 15 này. 20 đi. 20 thì nó ra cái là 3. Đấy. N lớn bằng 6 thì nó ra là phải là 1 đấy, đúng không? N lớn bằng 15 thì nó phải ra bằng 2 đấy, đúng. Tôi cho N lớn bằng theo đầu bài nhé là 222. Đấy, đầu bài chúng ta là cái số của chúng ta là 222 thì nó ra N bằng 10. Nhưng mà chúng ta sẽ phải quăng vẽ được cái hình, nhưng mà tối thiểu là chiều cao của nó là N bậc, được chưa? Đó. Thì tới đây là cái phần đầu của chương trình là chúng ta làm xong, kết thúc. Nhưng mà chúng ta làm xong được cái phần này đúng không, câu hỏi này. Nào quay lại cái hình của chúng ta nhé, quay lại cái phần này, bài toán của chúng ta đây. Đấy. Như vậy là bài này là chúng ta làm được phần này. Đấy, cho nên có tính được là bằng nhau này, em hãy dùng các que tính nó sẽ thành mềm nhé, và cho ban tổ chức biết hình tháp lục giác hoàn thiện của chiều cao lớn nhất là bao nhiêu. Và đây này, in ra cái này này, đấy. Với N 15 in ra là 2, với N 32 in ra là số 3. Đấy. Đúng đáp số, tôi chạy lại cho bạn xem nhé. Đây. Với N bằng 15 đáp số ra nó sẽ là 2. Với N bằng 32 đáp số ra nó sẽ là 3. Đấy. Được chưa? Thấy được, đó là cái mà tôi bây giờ xong, khi làm xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bước tiếp theo là phải vẽ được.
Ví dụ như mà theo đề bài của chúng ta nhé, theo đề bài của chúng ta là với n bằng nhỏ hơn bằng 222 là phải vẽ được hình, còn trên 22 thì tùy, có thể không vẽ được không vẽ. Nhưng mà chúng ta phải phân tích được khi nào thì vẽ được, khi nào thì không. Đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích sang bước tiếp theo là bước số 3, là chúng ta sẽ kiểm tra xem VN đó thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào. Thì đây là bảo toàn thuần túy vẽ hình thôi, nhưng rất là hay đấy, theo tôi bảo toàn rất là hay. Chúng ta sẽ vẽ làm sao cho chúng ta sẽ nguyên tắc chúng ta vẽ vào trung tâm của hình và với cái chiều cao maximum có thể vẽ được sao cho đẹp, đẹp. Vậy tôi cho sang cái bước thứ 3 nhé. Cái bước thứ 3 của cái chương trình hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ phân tích và như vậy cho chữ n lớn tính n nhỏ. Với n nhỏ đó chúng ta sẽ cùng nhau vẽ kiểm tra có vẽ được không, mà vẽ được thì vẽ như thế nào. Nên chúng ta sang bước tiếp theo, phân tích tiếp theo là phân tích cái việc vẽ hình nhé, phân tích vẽ hình tháp lục giác với n cho trước nhé. Như vậy bài toán chúng ta là với bài toán bước 1 là chúng ta đã biết rồi, cho n lớn chúng ta đã tính đến n nhỏ rồi, n nhỏ chính là cái chiều cao của tháp lục giác rồi. Bây giờ làm sao mà vấn đề bài toán tiếp theo là vẽ được cái hình này, vẽ sao cho là đẹp nhất. Bài toán chúng ta là như sau, bài toán chúng ta làm tiếp theo là như sau. Bài toán là vẽ được hình, vẽ hình tháp lục giác độ cao n sao cho là điều kiện là sao cho đẹp nhất có thể, đẹp nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải một thôi là chúng ta sẽ phân tích trước này. Chúng ta sẽ tính được cái giả sử d là cái độ dài cạnh hình lục giác bé. Bây giờ chúng ta làm sao chúng ta phải với d này, với cái hình đó chúng ta phải tính được cái, chúng ta cần phải tính thì chúng ta phân tích bước 1 là chúng ta phải muốn được phân tích cái này, chúng ta sẽ phải tính được cái độ cao và chiều rộng của cái hình đó. Như vậy bài toán tiếp theo cho cái bước tiếp theo này, hay là gọi bước 1 của phần 2 nhé, là tính chiều cao HN, chiều rộng VKN theo d nhé. D là số chúng ta chưa biết trước, gọi d là cái độ dài của cái cạnh của hình lục giác nhỏ nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích như sau này. Chúng ta sẽ phân tích cái này theo n nhé. Bây giờ chúng ta làm thử bước kiểm tra đầu tiên, chúng ta cho n bằng 1. N bằng có một hình thôi. Bây giờ tôi sẽ tính thử xem là với n bằng 1 đó thì cái chiều cao của cái hình của chúng ta là bao nhiêu và cái chiều rộng là bao nhiêu. Đấy, chúng ta phân tích nhé. Đây là d này. Đây là hình lục giác đều nhé. Đấy, các bạn cùng nhau phân tích một chút nhé. Thì bây giờ để làm như sau, bây giờ để chúng ta sẽ phải đây này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ vẽ to cái này ra. Đây nhé, tôi kẻ cái đường ngang cái đây nhé. Ôi giời, mình xin lỗi nhầm, tôi phải kéo lại. Đấy. Bây giờ tôi kẻ một đường ngang ở đây đúng không? Đường ngang đây. Thì đó, đây là D này. Tôi hạ cái này xuống đấy. Thế đây là hình tháp đều đúng không nào? Cái cạnh cái góc này này, góc này là góc của nó, góc này là 120 độ nhé, hình lục giác nhé. Đây là cái hình này, đây là hình vuông thôi. Cái góc này này, góc này của nó là 60 độ, mình chia đôi ra mà. Góc xưa góc này là 30 độ. Đấy. Bây giờ tôi vẽ nhỏ cái này ra, tôi phân tích cái này ra. Vẽ này. Đây. Riêng cái này ra nhé. Kiểu cái này là A này, đây là B này. Đây là D này, kiểu như vậy nhé. Ta có cái này là 60 độ này, 60 độ nhé, cái này là 30 độ nhé. Cái cạnh huyền này là D nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau tính như là AD bằng bao nhiêu và DB bằng bao nhiêu. Thì cái bài này là đối với sinh cấp 2 rất dễ dàng. Dùng công thức lượng giác là tính được ngay nhé. Thì cái AD này chúng ta cùng nhau, bây giờ tôi làm thử một cách nhé, chúng ta làm tính toán thử cái vấn đề bài toán là tính được cái AD. Bài toán chúng ta là tính
tính AD và DB. Được. Đây là D, đây chỉ là D này. Đấy nhé. Thì với trường cấp 2, cấp 3 thì nó thì cái phần này nó quá dễ dàng. Nhưng với tiểu học thì rất là khó luôn nhé. Bây giờ mô tả thì bây giờ tôi sẽ làm bằng tôi sẽ làm cái bài này theo hai cách. Cách thứ nhất là tôi làm theo cấp 2, cấp 3. Cấp 2, cấp 3 nhé. Cấp 2, cấp 3 đây. Trung học cơ sở, trung học phổ thông thì cái AD này, cái AD nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là D nhân với sin của 30 độ. Đấy, mà nó thấy ngay, sẽ bằng là D chia 2 nhé. Còn cái DB nó bằng là D nhân với cos của 30 độ và nó tính được ngay. Cái này nó bằng là căn 3 chia 2D. Được chưa? Còn với sinh tiểu học thì nó không dễ một tí nào luôn. Rất là khó luôn. Chắc là chỉ có dạy thêm, dạy ngoài giờ thì mới hiểu được. Thế làm như sau nhá. Với tiểu học tôi làm như sau, chúng ta phân tích như thế này thì học sinh học mình có thể hiểu được này. Bây giờ tôi mới vẽ lại cái hình chúng ta. Tôi vẽ lại cái này. Đây là đây là A này, đây là D này, B này, đúng không? Đấy, đây là D. AB trừ là D nhé. Bây giờ từ D, đây là 60 độ này. Đây là 30 độ này. Từ D tôi kẻ một cái đường là sao cho cái này là 60 độ đúng không? Thì phần còn lại là sẽ là 30 độ vì góc là góc vuông mà. Đấy. Tôi kẻ cái này cắt đây tại cái điểm tôi gọi cái điểm là điểm E nhé. Đấy. Thì ta thấy rằng đây là AD 60 độ, thì 60 độ cho cái thầy cũng là 60 độ luôn. Vậy suy ra đây là suy ra là ADE là tam giác đều. Góc thứ hai này là 30 độ, thì 30 độ và suy ra là DEB là tam giác cân. Vậy suy ra như sau. Vậy suy ra thì suy ra là AE thì bằng là DE vì tam giác đều mà DE thì lại là bằng EB vì đây là tam giác cân. Vậy suy ra là gì, là AE bằng bằng EB. Vậy suy ra là E là điểm giữa của AB. Vậy suy ra cái này chia bằng D chia 2. Vậy suy ra như sau. Vậy suy ra như sau nhé. Vậy suy ra là gì? Suy ra là một là AD vì đây là AD cũng chính là bằng AE. Vì đây ta bắt đều bằng A, D, E ta bắt đều vẫn chỉ là bằng D chia 2. Còn số 2 khó hơn. Số 2 thì chúng ta đã biết là gì? Số 2 rất là khó. Số 2 ta có tính DB. Thì DB có thể biết rằng ta biết rằng là AD bình phương cộng với DB bình phương. Đấy, thì bằng là AB bình phương bằng AB bình phương. Đấy, lý cạnh huyền Pythagore đấy. Vậy nó cái này nó sẽ là D bình phương nhé. AD thì bằng D trên 2 và cái này thì bằng D bình phương chia 4. Vậy suy ra là DB bình phương bằng D bình phương trừ D bình phương chia 4 bằng là 3D bình phương chia 4. Đấy. Vậy tôi suy ra là DB bằng căn 3 chia 2 của D giống như bên này. Rất tiếc là học sinh cấp 2 thì không, cấp 1 thì không thể biết được căn 3 là cái gì. Chỗ này là học sinh giỏi thôi, học sinh bình thường không thể biết được. Mà chung kiến thức này là kiến thức là vượt quá chương trình của tiểu học rất lớn luôn. Vậy là DB sẽ bằng là căn 3 chia 2. Đấy. Được chưa? Vậy ta có như sau này. Nôm na lại là như sau nhé. Tóm lại. Ta có công thức sau đây. Là vế này bằng 1 nhé. Đấy, vế này bằng 1. Chúng ta sẽ tính được ngay nha. Đây là D này. Thì chiều cao của D thì cái này là cái này là D chia 2. Cái này là D, tôi biết là cái này là D chia 2 vừa tính trên. Cái phần này là D chia 2. Cái phần này là D. Vậy suy ra là H chiều cao của 1 nó sẽ bằng nó chỉ bằng 2D. Bằng D D trên 2, D trên 2 bằng 2D. Còn V kép chiều rộng của hình này, cái chiều này nó bằng 3D chia căn 3D căn 3D chia 2. Nhân 2 lên bằng căn 3D. Đấy. Đây chính là công thức tính H1 và W1. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích trường hợp tổng quát này.
Đấy, nó bạn thấy nó khó không, nó không dễ một tí nào. Vì chúng ta cùng nhau phân tích tiếp trường hợp tổng quát nhá. Vì xét trường hợp tổng quát. Xét trường hợp tổng quát này. Bây giờ tôi tính 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 từng cái một nhá. Tính từng cái một. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái đây. Tôi tính cái H trước và V kép sau nhá. H là chiều cao và V kép là chiều rộng của cái hình đó nhá. Thế tôi làm như sau này. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái hình tổng quát nhá. Đây. Cứ như vậy nhé. Đây là hình hình n trừ 1 đây. Đây. Còn hình hình cuối cùng đây. Được chưa? Đấy. Thì chiều cao tới đây là chiều cao tới đây này, chiều cao tới đây này. Đấy, chỗ này là chiều cao con này là phía trên là hn trừ 1. Được chưa? Còn ở phía dưới này, ở dưới này nhá, ở dưới này thì là chiều cao của nó là tới đây này, tới đây này. Nó sẽ bằng là cái phần phần này này, phần này cộng phần này nữa. Thì phần này là d này, phần này là d, phần này là d chia 2. Vậy ta có sẽ sau. Cái phần này là cái phần này của nó chính là bằng là d cộng với d chia 2 sẽ bằng là 3d chia 2. Vậy chúng ta suy ra công thức sau đây nhá, rất quan trọng là tổng quát như sau là h n sẽ bằng là 3d chia 2 sẽ bằng là 3d chia 2 cộng với h n trừ 1. Đây chính là công thức, cũng là công thức truy hồi để tính cái chiều cao của cái hình tháp lục giác. Đấy, thấy không nào? Được chưa? Mà bây giờ chúng ta sẽ tính toán tiếp theo nhá. Về h1 ta đã biết rằng, ta đã biết là h1 bằng h chiều cao của 1 ấy là bằng 2d, ta biết rồi. Đấy. Được chưa? H bằng 2d ta biết rồi. Để H bằng 2d đây này. Đấy. Thì ta tính chiều cao nhá. Thì chiều cao của cái thằng của cái tháp HN HN nó sẽ bằng chiều cao của phần trên này cộng với cái phần này. Chỗ này là d, chỗ này là d trên 2 và chỗ này chính là cộng chỗ này chính là 3d trên 2. Vậy là công thức này. Vậy suy ra như sau nhé, vậy suy ra là như sau. Vậy suy ra là có này HN bằng là 3D chia 2 cộng với HN trừ 1. Đúng không nào? Bằng này. Chỗ này với lại bằng 3D chia 2 nhé. Cộng với thân này ta khai triển ra. Nó sẽ bằng là 3D chia 2 cộng với HN trừ 2. Đấy, cứ như thế đúng không, liên tục cho đến cuối cùng. Đây có hai số, đây sẽ có hai số, đây sẽ n trừ 2. Vậy tổng quát ta có như sau này, ta có là như sau là ta có là 3d chia 2 cộng với 3d chia 2 cộng với 3d chia 2 cộng với h1. Đấy, thì chỗ này nó sẽ là gì, đây nó sẽ là n trừ 1 cái 3 3d trên 2. Thằng này là 2d. Vậy ta suy ra như sau. Công thức như sau này. Công thức của nó sẽ bằng như sau. Nó sẽ bằng là 3n trừ 1d chia 2. Đấy. Và đây là cộng 2d. Đấy. Chúng ta phân tích đưa lên một số chung nhé. Ở đây sẽ là 4 này. Ở đây nó sẽ là 3 n trừ 1d và cộng với 4d chia cho 2. Thế nào? Nó sẽ bằng là 3 n trừ d 3, 3nd trừ d 3d cộng 4d sẽ bằng là 1d. Vậy là nó chính là bằng gì? Đấy, nó chính là bằng như sau. Nó chính là bằng là 3n cộng 1 nhân với d chia 2. Đấy. Như vậy, tổng kết lại ta có công thức sau đây. Rất quan trọng. Dựa vào đây chúng ta sẽ tính được cái chiều cao, ta vẽ hình chính xác. Như vậy là gì, ta có là HN bằng
3N cộng 1 D2 nhân với D. Đây là công thức tổng quát để tính cái chiều cao của hình tháp lục giác với chiều cao N bất kỳ. Rất quan trọng nhé, phần này rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp cái chiều rộng. Chiều rộng đơn giản hơn nhiều. Cái chiều rộng tính cái chiều rộng của cái hình đó. Chiều rộng WN. Thật ra cái WN này là nó tính là cái nó chỉ là gì, cái chiều rộng của nó là chính cái ta thấy là hàng thứ nhất là có một cái hình tháp lục giác, hàng thứ hai có hai hình, hàng thứ ba có ba hình, hàng cuối cùng là có n hình, đúng không nào? 1 2 3 n hình đây. Suy ra là gì? Suy ra là cái chiều rộng của nó chính là chiều rộng của n cái hình lục giác ở phía cuối. Vậy suy ra là gì? Chiều rộng n có tính bằng là n nhân với là n lần nhân với w một, hay là bằng gì bằng là n nhân bao nhiêu, n nhân với gì, n nhân với bằng căn 3 nhân với nd. Đây là công thức tính chiều rộng, được chưa? Chiều rộng thì có như sau nhé. Tổng quát lại này, tổng kết lại có là tổng kết lại nhé. Ở cái bước này tổng kết lại ta có công thức tổng quát như sau là HN bằng là 3N cộng 1 chia 2D như 3 nhé. Và WN bằng là căn 3 nhân với N nhân với D. Đấy. D chỉ là hai công thức rất quan trọng dùng làm cơ sở để chúng ta sẽ tính toán được cái vẽ được hình cho chính xác. Đó. Bạn thấy không nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích việc vẽ hình nhé. Thì bây giờ muốn vẽ hình ấy thì thực ra cái chiều ở màn hình của hình của SCAD thì cái chiều rộng là nó rộng hơn chiều cao, nhưng mà chúng ta không cần phải chú ý lắm đến cái chiều rộng, quan trọng nhất là chiều cao thôi, vì chiều cao của nó rất nhỏ. Như vậy là gì, cái điều kiện để vẽ được là như sau. Cái điều kiện để vẽ được hình trên màn hình ấy là cái chiều cao HN này là nó phải nhỏ hơn được bằng là 360. Anh có thiếu này 360. Ta để HN bằng đúng 360 thì nó vẽ chùm kín hết lên cả chiều cao của cái hình, của cái chiều rộng chiều cao của màn hình SCAD luôn. Còn ta để nhỏ hơn cũng được. Vậy suy ra gì? Vậy suy ra là thay vào đây ta có là 3, thay vào đây có là 3 nhân với n cộng 1 d chia cho 2 là phải nhỏ hơn được bằng là 360 nhân với 2 là 720. Tức viết là 2 nhân với 360 nhé. Hoặc như sau, bây giờ tôi sẽ gọi như sau. Bây giờ tôi đặt cái kiểu là h max là chiều cao của cái hình tôi muốn vẽ nhé, của hình tháp lục giác. Đặt như vậy thôi, mặc định tôi viết là h max, tôi đặt bằng nó sẽ bằng là gì, nó sẽ bằng 360. Thì nó vẽ phủ kín hết lên, tôi có để nhìn nhỏ hơn một chút cũng được. Đã có này, như vậy điều kiện như sau này. Điều kiện như sau nhé. Điều kiện là như sau, như vậy cái điều kiện của cái việc vẽ được hình như sau. Điều kiện là như sau, điều kiện là như là 3 nhân với n cộng 1 d chia 2 là phải nhỏ hơn hoặc bằng gì? Nhỏ hơn hoặc bằng, bỏ cái này đi nhé. Nhỏ hơn hoặc bằng là h max. Đấy, h max nhé. Vậy suy ra như sau. Vậy suy ra là gì? Là 3N cộng 1 D phải nhỏ hơn bằng là 2H max. Thấy không nào? H max là một cái hằng số mà tôi muốn là nó là chiều cao, là cái chiều cao của cái hình tháp của chúng ta tôi muốn vẽ đấy. Vậy thì suy ra ngay. Vậy thì suy ra là D là phải nhỏ hơn hoặc bằng 2H max chia cho 3N cộng 1. Đây chính là cái điều kiện để vẽ được đây. Thì nếu n rất lớn ấy, n lớn ấy mà cái đề nó quá bé không vẽ được hình đâu, hình cái mà tôi muốn vẽ cái hình, tôi ra vẽ một cái hình tháp trên hình này vẽ được thì đề nó phải đủ lớn. Ví dụ d nó bằng 20 hay là 15 là hợp lý. D 10 là rất là khó rồi. D 10 là rất khó rồi, cho nên là nếu mà cái số này mà số này bé tí thì không vẽ được. Được chưa? Như vậy là điều kiện là gì? Điều kiện để vẽ được ấy là cái số này là nó phải đủ lớn.
Vậy xưa như sau. Bây giờ tôi làm như sau nhé. Đây. Bây giờ tôi đặt là tôi đặt như sau. Tôi đặt là d min là cái độ dài cạnh tối thiểu cho phép. Tối thiểu cho phép của một hình lục giác trên màn hình nhé. Lục giác trên màn hình. Đấy, đặt là d min nhé. Thì điều kiện kia suy ra gì? Suy ra điều kiện như sau này. Cái điều kiện của chúng ta là như sau. Là chúng ta muốn vẽ được hình ấy, ta phải làm như sau. Thì điều kiện là như sau. Cái điều kiện của một đề bài toán ấy, cái điều kiện vẽ được hình này, cái điều kiện vẽ được hình là như sau. Là cái số này này là phải lớn hơn hoặc bằng là d min, hay là khác, hay là phải như sau, là phải 2h max chia cho 3 nhân với n cộng 1 phải lớn hơn bằng là d min, thì biết tổng quát luôn con này được chưa. Nhưng mà d min h max tôi nhập chất từ chương trình. H max sẽ đặt mặc định, h max đặt mặc định bằng 360 là chiều cao của cái màn hình scratch. Còn cái d min tôi đặt mặc định là ví dụ như là 20 chẳng hạn, hoặc có thể là 15, hoặc có thể là cùng lắm là 10. Hình lục giác mà bằng cạnh 10 là rất bé rồi, để như này nhé. Mà đây chỉ điều kiện đấy. Cho nên cái điều của chúng ta đây là ta thấy nó hơi khác biệt so với ở trong màn hình cho chương trình bài toán. Chúng ta đặt là n là cái n lớn là phải nhỏ hơn bằng 222 là không đúng đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nhé. Được rồi, như vậy vì chúng ta sẽ bước sang bước tiếp theo là vẽ hình. Đây chính là cái điều kiện để ta vẽ được hình. Như vậy là với nếu mà đầu bài cho n lớn tính n nhỏ, và nếu mà cái này mà lớn hơn bằng d min thì mới vẽ được hình, còn nhỏ hơn d min chúng ta sẽ không vẽ hình nữa. Ta thông báo thôi. Đây chính là cái điều kiện để vẽ hình nhé. Được rồi, thì bây giờ vẽ hình như sau thì như sau này. Bây chúng ta vẽ như thế nào? Đó, bây chúng ta cùng nhau vẽ hình nhé. Thì là vẽ như thế nào? Vẽ từ đâu? Đó, thì đó là cái hình, đó là bài toán rất quan trọng nhé. Đây, chúng ta cùng nhau phân tích một chút, chúng ta sẽ vẽ hình này. Chúng ta sẽ bước sang cái bước tiếp theo là cái bước vẽ hình nhé, là cái bước vẽ hình. Thì như sau này, thôi bây giờ trước tiên tôi để vẽ hình tôi sẽ làm sau. Bây giờ tôi sẽ viết cái chương trình đã nhé. Đây. Sau khi mà con mèo nó gửi thông điệp là say như này, và nó sẽ viết một cái chương trình để kiểm tra việc vẽ hình nhé. Vẽ hình, và tôi viết cái trình đó trong một cái thủ tục nhé. Và tôi kiểm tra. Đây tôi làm như sau, tôi tạo một thủ tục block là đặt tên là vẽ hình đi. Vẽ hình. Đây là cái đoạn chương trình dùng để gì? Dùng để kiểm tra xem có vẽ được không. Và sẽ khi vẽ thì con mèo nó sẽ chuyển điều khiển cho một cái nhân vật khác để họ vẽ trên màn hình. Con mèo nó sẽ lùi ra, con mèo nó sẽ chạy đây này, chạy lên đây này, hoặc lên đây để nó và hình vẽ sẽ nằm ra ở đây. Đó, được chưa? Bây giờ tôi sẽ mô tả cái này trước nhé. Đây. Đây là cái thủ tục mà đây. Khi con mèo nó thông báo cái số n trên màn hình và nó sẽ chạy cái chương trình này. Chương trình này là chương trình gì? Dùng để kiểm tra xem có vẽ được hình hay không. Nếu vẽ được thì vẽ, không vẽ được thì thôi. Đó, thì cái hình này là cái chương trình này là khi mà vẽ được nó sẽ chuyển điều khiển cho một nhân vật khác để vẽ, chứ mà nó không vẽ được vì con mèo không thể đồng thời vừa hiển thị cái số là n nhỏ vừa vẽ thì không vẽ được. Thì làm như sau nhé. Đây, tôi để con mèo nằm ở đây, đứng ở đây cho nó dễ, đứng ở đây nhé. Đó, bây giờ làm như sau này. Bây giờ muốn vẽ được, chúng ta nhớ lại, chúng ta phải có các tham số như là tính được h này, tính được h max này, tính được d min này, để tính công thức này nhé. H là cái này. H đâu rồi? Đây này, h công thức h đâu nhỉ? Đây này, đây h đây này. Tính được kép nhé. Cái này rất quan trọng, đây là chiều rộng rất quan trọng nhé. Hai cái rất quan trọng. Rồi chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây. Sau đó chúng ta mới vẽ xong nhé. Đây chúng ta cùng nhau phân tích. Đây, ở đây chúng ta làm như sau. Đây chúng ta được thêm công thức là h tính chiều cao
chiều cao của cái hình tháp lục giác với độ cao với cái chiều cao của hình tháp lục giác là n. Đây chiều cao tính bằng gì? Chiều cao tính bằng đấy đó, tính bằng cái chiều cao tính theo cái độ dài ở d đấy. H nhé. Xong thì họ tôi tạo ra là v kép là chiều rộng tính theo n. Tiếp theo là tạo ra một cái biến nữa là biến d là độ dài cạnh. Rồi, thì tiếp theo nữa là tôi tạo ra hai cái biến là dùng để mô tả cái giới hạn. Tên là h max chiều cao tối đa tôi cho phép để vẽ địa hình. Và tiếp theo tôi tạo ra biến nữa là biến d min là cái chiều rộng cái độ dài tối thiểu của cạnh cạnh d. Được chưa? Rồi làm như sau này. Bước này nhé, tôi đặt này. Đầu tiên tôi đặt là h max chiều cao của nó là 360 là h max. Tôi sẽ thấy bạn thấy rất là hay đấy. Tôi sẽ điều chỉnh lại nhé. Cho nó nhỏ hơn một tí thì nó vẽ đẹp hơn. Tôi đặt cái d min là 20. Đó, đây là được cái chiều rộng nhé. Tiếp theo tôi tính cái h nhé. Tính cái h và tính cái d. Để tôi tính h và tính v kép. Tính cái h là 1 này. Và tính cái tiếp theo tính cái gì? Tính cái v kép chiều rộng. Đó. Theo n nhé. Thế này. H này. H như sau là chúng ta tính lại là H bao nhiêu? H tính bằng đây, H bằng đây. Chúng ta xem lại nhé. H bằng bao nhiêu? H bằng là H bằng 3 nhân N cộng 1. 3 N cộng 1 D chia 2. Đây này, H đây là H đây này. Chúng ta nhớ lại nhé. H đây này. Đó. Là như vậy là một phép nhân này, phép cộng này. 3 phép nhân, một phép chia. Và trong cái này là cái n cộng 1, chúng ta nhớ lại chúng ta cùng nhau tính cái h trước nhé. Còn v kép ở đây. H đây. Đây nhé, h đây này. Kép đây, v kép đây có 3 là cái v kép mà thì có 3 phép nhân. Thế này là có 1 phép nhân, 2 phép nhân. Đây là 2 phép nhân, thế này là 2 phép nhân và 1 phép chia. Làm thử thứ nhá. Như vậy là h này. Tính h nhé, tính h trước nhé. Đầu tiên là một phép chia ở bên ngoài. Phép chia bên ngoài là số 2. Sau đó là ở đây nó có 2 phép nhân. 2 phép nhân. Ta phải có hai đây nối với nhau, 2 phép nhân đây. 2 phép nhân. Được chưa? Đầu tiên là số 3. Cuối cùng là d. Ở bên giữa đây là n cộng 1. Ta có này. Ở cuối cùng là d, ta cho cái chỗ d vào trước cho nó dành để d đây nhé, d đây. Không, bây giờ tôi chưa tính d vội nhé, tôi tính h này, tính h nên là không tôi được tôi cho d vào đây, có d chứ, có d ở đây nhé, ở chỗ này là n cộng một là cái này, n đây, ở đây nó là n nhỏ cộng một, các bạn thấy nhưng phần này là phần rất nặng với học sinh ấy. Phần này tôi không hiểu học sinh được học thì làm cách nào tôi không biết. Cực kỳ khó luôn nhé. Đấy. Đây chính là cái h. Yeah. Còn v kép. V kép là căn 3 nhân với n nhân với d. Yeah. Nhưng mà v kép là vì là số nguyên. Tôi phải làm tròn số đó. Tôi tính đã. Đó là v kép này. V kép là bằng là căn 3 nhân với n. Sau tôi phải làm tròn số này nữa. Ta làm tính căn 3 trước nhé. Nhân với n đây là 2 phép nhân. Tôi vẫn kéo xuống đây là 2 phép nhân nhé. 1 phép nhân này, 2 phép nhân. Được chưa? Đó. Căn 3 ở đây là d, ở đây là n và đây là d nhé. Ở chỗ này. Đây là n. Và đây là d. Được chưa? Đấy. Đây là d nhé. Tôi tính d sau, d nó chính là cái này này, d nó chính là tôi đặt mà hơi được tôi tính d sau nhé. Cái chỗ này là căn 3 này, căn 3 tôi ở chỗ này. Căn 3 đây nhé, tôi kéo cái này xuống này. Đây là căn 2 của 3. Đây. Căn 2 của 3. Nó rất chính xác. Sau đó tôi phải làm tròn xuống. Làm tròn xuống bằng cái hàm floor là làm tròn xuống floor này. Tôi đưa cả cái này. Đây này.
người vào đấy. Ông quên mất tính là tính cái đề trước. Tính cái đề trước. Đây đề là tính như sau. Đề là tính bằng cái này. Điều kiện của chúng ta nó là cái này mà. Đây này. Chuyên D nó sẽ vào đinh D nó sẽ là bằng gì? Nó chính là bằng là gì? Bằng 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 là 2H max đây. D chứ bằng cái này. Tôi cho là D là tôi tính cái D theo là maximum có thể đạt được để vẽ hình thật đẹp. D bằng bằng 2H max chia 3 là cộng 1. Tính D trước ở phần trên này. Đây, tôi kéo D ra ở đây này. D nó nằm ở đây này, nằm ở trên này. Đó. Là như sau nhé, D bằng sau D bằng là như này, D bằng là 2H max chia cho 3 n cộng 1. Yeah. Vậy đây nó sẽ bằng, tiếp theo nó hơi phức tạp một chút nhé. Nó là 2H max, yeah, 2 này. Và cái chỗ này là H max, tất cả chia cho 2H max, tất cả chia cho cái gì? Tất cả chia cho bao nhiêu? Chia cho 3D cộng 1. Đây, tính cho D nhé. Đây, chia 3. Chia cho 3D cộng 1. Được chưa? Phép chia này là nó là của phép nhân với cộng nữa cơ. Đấy. Chia cho gì? Chia cho, ở đây là một phép nhân 3. Còn chỗ này nó lại là một phép cộng. Bạn thấy là nó là một toán rất nặng luôn. Cái toán nó rất nặng luôn chứ không đơn giản như thế nhé. Đó, chia cái này. Mà có trên này là không nguyên, tôi là phải đưa tất cả vào thành số nguyên hết, tôi phải đưa vào trong cái hàm cho nó dễ, hàm floor hết này. Chỗ này này, đưa vào đây. Đấy. Đưa nó vào đây. Đấy. Được chưa? Nha. Tiếp theo là tôi sẽ kiểm tra. Nhưng mà trước khi bị in ấy, tôi sẽ gọi lệnh in mà. Thì ở đây tôi kiểm tra. Đây nhé, tôi kiểm tra, tôi dùng lệnh này. Điều kiện để in được là như sau. Đây, điều kiện đây. In được là như này. Điều kiện in được là như này là cái là đây này. Điều kiện in được là như này là cái này này. 2H max. Là đây là D. D phải lớn hơn min. Đúng. Điều kiện in được là cái này này. Đây chính là D này. Như vậy là cái điều kiện in được ấy, đây ta chuyên vào cái này bằng D mà. Vậy là D là phải lớn hơn bằng D min. Đây chỉ điều kiện mà in được. Vì tôi đặt cái này bằng D rồi. Tôi luôn đặt D là đây là cái chiều là cái độ dài mà là maximum có thể để cho hình chúng ta là to lên toàn bộ hình to bằng chiều cao là H max. Đấy, điều kiện là như này. Đây tôi có điều kiện như sau. Đây là phải điều kiện ở đây là gì? D phải lớn D min. Ở đây là điều kiện là D lớn D min là cái điều kiện này. Đây. Nếu đúng không? Nếu mà D lớn hơn D min thì ta vẽ được, còn không thì thôi. D min. Đấy. Thì đây là dạng lệnh vẽ nhé. Thì trước khi vẽ tôi làm như sau. Tôi vừa tính là cái vị trí bắt đầu vẽ là như nào. Tôi sẽ quay lại lệnh vẽ sau. Bây giờ tôi vẽ hình cho ta hình dung nhé. Chúng ta cùng nhau phân tích chỗ này. Chỗ này rất là hay luôn đấy nhé. Để hình của chúng ta là như này nhé. Hình của chúng ta nó dạng như này. Ở đầu cuối cùng này là như này đúng không? Này. Đây. Thì chúng ta sẽ hình chúng ta đây này. Chúng ta sẽ chia đôi cái này ra đây nhỉ. Ta cắt đôi cái này nhé. Cắt đôi ra đây. Đấy. Thì cái chiều cao này này, chiều cao này là chiều cao này là H max này. H max nhé. Cái chiều rộng này này là V kép. Đó. Thế thì tôi sẽ vẽ đâu, tôi sẽ bắt đầu từ cái điểm này nhé. Từ cái điểm này này.
được cái điểm này này. Đấy. Đấy, cái điểm này, điểm này tôi đặt là x0 y0 điểm bắt đầu vẽ. Đấy. Thì ta có ngay nhỉ. Muốn cho nó đều đều nhá thì là x0 này này. X0 này là x0 nó phải bằng gì? Nó phải bằng là x0 nó phải bằng đây, nó phải bằng chỗ này. Nó là phải bằng là trừ đi h max chia 2. Yeah. X0 là phải trừ đi v kép chia 2 chứ. Chứ để chủ động mà, trừ đi v kép chia 2. Đấy. Đây chính là cái vị trí x0, còn y0. Y0 ở đây. Y0 thì nó sẽ phải tính cái chiều rộng ở cái phương xích này và trừ đi cho cái đoạn này là chính là d chia 2. Vậy là y0 ta có này, y0 nó bằng là gì? Là trừ đi h max chia 2, đúng không? Và cộng với d chia 2. Đấy. Ta phải cộng d lại vị trí dưới này. Vị trí này mới lại vị trí là trừ h max chia 2 cộng thêm một đoạn bằng d chia 2 nữa bằng cái này. Đấy. Đây chính là vị trí bắt đầu để vẽ nhé. Đấy. Chúng ta sẽ mô tả cái việc vẽ sau. Bây giờ tôi sẽ phải tạo ra là một cái gì? Tôi sẽ phải tạo ra một cái biến nữa, là biến tạo ra cái biến nữa rất quan trọng. Biến vị trí bắt đầu vẽ tôi đặt tên là x0 và y0. Đây là cái vị trí bắt đầu vẽ nhé. Đấy. Được chưa? Tính luôn không cho dễ nhé. Tôi tính luôn x0 và y0 ở đây cho nó thuận tiện sang bên kia chỉ việc vẽ thôi. x0 này và đây là y0. Đấy. Thì x0 bao nhiêu? x0 sẽ bằng là trừ v kép chia 2. Đấy, cho đơn giản. x0 bằng như sau. Bằng trừ v kép chia 2 là cái này. Chia 2 đây nhé, đây là chia 2. Thằng này là trừ v kép. Trừ v kép tôi cho nó lên làm phép nhân luôn, nó là -1. -1 nhân với v kép. Đấy, v kép chia 2. Đấy, đây là cái x0 này. Còn y0. Y0 là như sau. Y0 là bằng được y0 là bằng cái này. Tôi viết lại đây cho nó. Y0 là bằng cái này. Tôi bắt đầu tôi vẽ từ đây này cho tiện nhé. Tôi sẽ phân tích sau cái chuyện vẽ sau, nhưng tôi làm dùng sau về y0 bằng cái này. Vậy y0 bằng trừ đi h max trừ đi h nhé, chúng ta có nói là h trừ h max. H max là con số tôi biểu diễn là h thôi, là trừ đi h nhá, trừ h chia 2 cộng d chia 2, hay là viết lại là bằng d trừ h chia 2. Lại vị trí cái điểm y này, tôi làm thế nó mới để nó đối xứng nhau nhé. X y là nó vẽ thật chính xác. Vậy chứ là d trừ h chia 2, vậy nó bằng như sau. Vậy nó bằng ở đây bằng d trừ h chia 2, vậy nó bằng cái này. Đây. X là 2. Còn chỗ này là một phép trừ. Em trừ đây. Em trừ đây là phép trừ là d trừ h. D đấy. Đấy, cái này vào đây. Được chưa? Số này có thể là tôi để lên cho tiện luôn đây. Nhưng mà là nếu mà cái d lớn max lớn d min ta chưa vẽ, không có thì thôi, tôi bỏ qua. Thì đây tôi gửi một thông điệp thôi. Tôi gửi một thông điệp broadcast, một cái thông điệp là bắt đầu vẽ nhé. Đây. Còn không có thì thôi, bắt đầu vẽ. Đấy, được chưa? Rồi mà tới đây là xong cái phần chương trình chính. Bây giờ muốn vẽ được ấy thì tôi sẽ phải gửi một thông điệp, tạo thêm nhân vật nữa để vẽ. Tôi tạo thêm nhân vật nữa ở ngoài này nhé. Tôi tạo thêm nhân vật nữa, bất kỳ thôi. Tạo thêm nhân vật nữa ở đây. Bất kỳ nhân vật nào cũng được, không quan trọng nhé. Đấy. Nhân vật dùng để vẽ nhé. Nhân vật nào nhân vật dùng để vẽ. Thì làm như sau này. Khi mà nhận được cái con vật này là được vẽ thì tôi sẽ cho nó ẩn đi thôi. Ẩn đi nhé, tôi sẽ cho nó ẩn đi. Ban đầu này. Ban đầu khi bắt đầu vẽ này thì nó sẽ ẩn đi. Ẩn đi.
và tôi cho cái lệnh là nó cho nó gì để cho nó xóa màn hình đi. Tôi đưa vào đây cái pen này và tôi xóa màn hình đi. Và khi mà nhận được cái thông điệp là nhận được cái receive cái khi mà nhận được thông điệp bắt đầu vẽ thì nó bắt đầu vẽ. Thì tôi đưa vào đây một cái hàm dùng để vẽ nhé. Cái hàm này tôi đặt tên cái hàm như sau. Hàm này tôi đặt tên là một cái hàm là vẽ vẽ hình tháp, vẽ hình tháp. Hàm này có những tham số như sau. Tham số đầu tiên là n nhé, tham số thứ hai là d, và tham số thứ ba là cái là cái điểm bắt đầu đấy, là cái tọa độ là x0 và y0. Và muốn vẽ hình cụ thể tôi sẽ đặt cho tham số là vẽ nhanh, bấm lên cho nó vẽ nhanh nhé. Đó, thì đây chính là cái đây chính là cái lệnh mà để vẽ đây. Thì đây tôi sẽ gọi cái này vào đây. Đấy, gọi vào. Nó bắt đầu vẽ nhé. Đầu tiên là n này, tham số của nó đầu tiên nó sẽ là n này, tham số thứ hai là d này, tham số thứ hai là d. À, tôi viết nhầm chỗ này, không phải cái độ, xin lỗi chỗ này nhé, tôi nhầm một chút này, sorry tí nhé. Chỗ này là text, text tọa độ nhầm x0 nhé, và đây là y0. Đấy. Đấy, thì này mới đúng này. N đây là D này. À, còn ở đây là nó là x0 y0. X0. Cái này tôi bẩn đi hết nhé. Đấy. Như vậy khi nhận được cái này thôi, biết tôi chưa tôi làm cái lệnh này là xong. Đấy. Được chưa? Nhưng khi bắt đầu chạy chương trình ấy thì cái con này nó ẩn đi, con này ẩn đi. Đấy. Cái con này nó ẩn đi và con này là dùng để vẽ đấy. Bây chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhá, cái hình này là như thế nào. Hình vẽ này nó cũng rất là hay đấy, hình vẽ này là theo tôi nó rất là hay, thì tôi làm nhanh cái việc vẽ nhé. Thế bây giờ chúng ta phân tích cái việc vẽ này một chút thôi, nó cũng không khó nhưng mà cũng theo học sinh đối với tiểu học thật nó rất là khó luôn. Tôi cùng nhau chúng ta phân tích một tí nhé. Thì tại sao lại vẽ được như này? Đây, đầu tiên nó là như thế này, vì sao chúng ta là đặt ở vị trí đó nhé. Chúng ta vẽ thử cho trường hợp n bằng 3 cho nó phân tích cho nó dễ nhé. Đây. Đấy. Chúng ta sẽ vẽ từ đây này. Đấy. Đây là điểm bắt đầu vẽ nhé. Đây là điểm bắt đầu vẽ là x0 y0 nằm ở đây này. Đấy. Nhé. Thế là như sau này, chúng ta sẽ có một cái thủ tục con. Một cái thủ tục con nhỏ để vẽ nhanh. Thủ tục mà con là tôi gọi là tên là vẽ lục giác nhé, vẽ lục giác nhanh. Đấy. Tục này sẽ vẽ hình này đây, hình này này. Đấy. Vẽ xong con trỏ chỉ vì đúng ở đây tôi sẽ di chuyển tới đây và là vẽ tiếp, di chuyển tới đây. Như vậy là cái vòng đầu tiên là tôi lặp là n lần và vẽ tới đây, vẽ xong lần cuối cùng nó sẽ ở đây và tôi quay lại về đây. Xong tôi di chuyển lên đây, nên chuyển lên đây. Từ đây là vòng lặp này tôi sẽ vẽ tiếp theo là n trừ 1, xong rồi lên đây vẽ n trừ 2. Cứ như vậy tôi đi vòng lặp ngang trước, vòng lặp chéo sau, cứ như vậy ngang. Thì tôi mô tả như sau nhé. Đây, mô tả cái thuật toán này là như sau, mô tả cái thuật toán vẽ là như sau. Chúng ta cứ lặp lần lượt chúng ta vẽ thôi nhé. Cách làm như sau này, chúng ta sẽ đây tiếp tục vẽ như sau này. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ mô tả của tôi đây nhé. Chúng ta sẽ go to đến x0 y0 được chưa. Xong chúng ta đặt bằng k bằng n đấy, và chúng ta làm như sau. Chúng ta lập lập k lần đi, lập k lần. Được chưa? Lặp k lần là chúng ta vẽ cái chiều ngang trước nhé. Đây.
lọc 3 lần này. Thì một lần như vậy chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ làm hai lần. Ở bước 1 lọc 3 lần. Chúng ta sẽ như sau, chúng ta di chuyển đến vị trí XY này và bắt đầu vẽ lọc k lần, vẽ hình lục giác nhé. Đây chúng ta di chuyển đến vị trí XY là ở đây này, XY ở đây nhé. Và chúng ta sẽ vẽ hình lọc k lần, vẽ hình lục giác. Cái chỗ này này, bước này là bước là chúng ta vẽ từ đây này. Đây, vẽ hình lục giác. Vẽ hết k hình lục giác này, chúng ta sẽ phải quay về cái go to thẳng đây. Chúng ta sẽ go to XY. Đấy. Sau chúng ta sẽ di chuyển lên trên theo bước này này. Di chuyển lên trên. Và chúng ta đặt k bằng k trừ 1 vùi lại. Đó. Thì đây chính là cái viết lại cái thuật toán này. Chúng ta nhắc lại một lần nữa nhé. Đây. Đây nhé. Viết lại cẩn thận cho chúng ta hình dung nhé. Đây. Tôi lại cái thuật toán này. Thuật toán vẽ này. Vẽ này bắt đầu từ vị trí x0 này, y0 này và vị n này, vị d này. Đấy. Được chưa? Làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta nhắc lại này. Bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ go to đến x0 và y0. Bước 1. Bước 2 chúng ta đặt k bằng n. Bước 3 chúng ta lập tất cả toàn bộ, lập là k lần. Lập là k lần. Đấy, sau đó như sau. Tại mỗi bước như vậy, chúng ta đặt x với y đặt bằng vị trí hiện thời. Đấy, chữ này quan trọng và chính xác nhé, vị trí hiện thời. Sau đó chúng ta sẽ lập k lần. Chúng ta sẽ vẽ hình lục giác nhé. Sau mình vẽ hình lục giác này, chúng ta sẽ phải di chuyển sang phải để vẽ tiếp. Đấy. Đây sang phải để vẽ tiếp. Đấy, di chuyển sang phải. Khi vẽ xong ca cái hình lục giác theo chiều ngang thì chúng ta sẽ phải quay về vị trí ban đầu. Chúng ta đây này, chúng ta đặt ở đây lệnh là gì? Là go to XY. Go to XY. Để quay về vị trí gốc này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển lên trên theo cái hướng này này, di chuyển lên trên theo cái hướng này này. Được chưa? Di chuyển lên trên và đặt, sau đó chúng ta đặt là k bằng k trừ 1. Đấy, thì tất cả nó chỉ là dạng này, rất là hay luôn nhé. Rồi thế bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta phải vẽ cái hình lục giác trước này. Đấy, cái này nhé, mình làm như sau. Đây xem bên này nhé, hình này nó sẽ gọi một cái thủ tục khác là thủ tục vẽ hình lục giác. Tôi tạo ra một cái thủ tục vẽ hình lục giác, gọi là hình lục giác nhé. Lục giác bắt đầu từ vị trí hiện thời. Đấy, tôi vẽ nhanh, tôi sẽ làm cái lệnh này, đặt chế độ là vẽ nhanh đây nhé. Nó bắt đầu này, nó vẽ như sau, nó vẽ từ đây, chúng ta nó sẽ phải như sau, chúng ta sẽ xoay nó về hướng, chúng ta sẽ xoay nó xuống hướng là bao nhiêu, xoay nó xuống hướng là 120 độ để cho nó xuống dưới, xoay hướng này này, đấy nhé, đây, làm như sau này, tại vì hiện thời ở đây nhé, chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ xoay go to pointing direction là 120 nhé, 120 để làm đúng. Rồi sau chúng ta bắt đầu vẽ, chúng ta sẽ pen down, bìa pen down này, pen down.
xong chúng ta sẽ lặp 6 lần. Vẽ đúng nhé, lặp là 6 lần. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ move D. Move về, đi về phía trước là D bước. Hình vẽ chúng ta hình vẽ là vẽ D bước mà. Sau chúng ta sẽ xoay trái là 60 độ. Thật đúng là vẽ hình lục giác nhé. Xoay trái là 60 độ. Đấy. 60 độ. Đây là xong. Xong chúng ta sẽ phải gì pen up lên. Đó, đây là cái thủ tục dùng để vẽ hình lục giác, vẽ nhanh lục giác. Còn đây là thủ tục chính đây. Thuộc này là chúng ta sẽ vẽ theo đúng thuật toán này. Đây, thuật này. Nhé. Yeah. Bây giờ chúng ta cần vẽ, chúng ta sẽ phải làm, chúng ta sẽ phải tạo thêm đây hai cái biến trung gian, tên là x và biến y. Đấy. Được rồi. Chúng ta bắt đầu này. Chúng ta nhớ lại nhé. Đây là vẽ cái hình hình tháp lục giác bắt đầu từ x0 y0 và có chiều cao là n và độ dài cạnh là d. Nên gọi là d này. Thì hình này nó sẽ gọi cái hình này. Gọi cái hình này. Được chưa? Thật ra cái hình này là d ở đây, thì ra d là 1 nhé. Đợi một chút, tôi sửa cho chính xác hơn này. D này tôi sẽ phải thêm vào đây là cái d nữa nó mới chính xác. Đấy, d ở đây. Thì chỗ này d là d này chính là cái d này. Đấy, gọi vào. Đấy, chính xác hơn nhé. Thì ở đây này, chúng ta nhớ lại thuật toán của nó là như thế này đây. Chúng ta nhớ lại cái đó chính là cái này. Đấy, nhớ lại. Nhưng mà cần một cái biến k nữa cơ. Chúng ta chưa có biến k đúng không? Cần một cái biến k để chạy. K để chạy. Rồi chúng ta bắt đầu là rất là nhanh thôi nhé. Đầu tiên là cái lệnh là gì? Là cái lệnh là go to. Go to x y. Go to đi điểm bắt đầu là x0 y0 đây. X0 y0. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ đặt k bằng n. K là cái tham số chạy, nhưng mà chúng ta sẽ vẽ theo đầu tiên k bằng n đã. K bằng n ở đây này. Đấy. Rồi, sau chúng ta sẽ lặp là k lần. Lặp k lần và cứ như vậy chúng ta sẽ giảm dần. Lặp này, lặp là k lần. Đây cho nó dễ nhé. Lặp k lần. Như sau. Ở đây mỗi lần lặp trước khi mà tôi vẽ theo chiều ngang, tôi phải lưu lại cái vị trí x y. Tôi làm như sau, tôi dùng cái lệnh set x lưu lại cái biến này, ta dùng lại xong này đấy, x y lưu lại cái vị trí hiện thời của nó, tức là cái này x position y position. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ lập ở đây, chúng ta sẽ vẽ theo các hàng ngang ở đây là k lần, vẽ theo hàng ngang, trước đây là vẽ hàng ngang nhé, đây là vẽ theo hàng ngang này. Chúng ta sẽ gọi cái hình này, gọi cái lệnh là vẽ hình lục giác này, chúng ta gọi vẽ hình lục giác đây, gọi vẽ hình lục giác đấy d. Vẽ xong chúng ta sẽ chuyển sang cái hình sang bên phải. Vẽ xong nhé, vẽ xong chúng ta sẽ chuyển sang bên phải như sau này. Chúng ta đây vẽ xong một hình đây. Đây. Chúng ta quay xuống cho 20 độ, đi D và quay lên cho 20 độ nữa, 60 độ nữa là như sau. Chúng ta làm như sau, đây chúng ta làm như sau nhé. Đây này, chúng ta sẽ làm như sau. Chuyển sang phải một cách như sau. Chúng ta sẽ move về phía trước. Move về phía trước là D bước. Sau đó xoay trái 60 độ. Xoay trái 60 độ. Sau đi tiếp một đoạn nữa bằng D nữa. Thì D chính là cái đoạn mà chuyển sang bên phải. Đấy, sang bên phải. Để vẽ hình tiếp theo. Cứ như vậy chỗ này là lặp K lần. Nhé. Khi mà xong cái bước này rồi thì chúng ta sẽ phải quay về vị trí cũ. Quay về vị trí ban đầu. Là chúng ta quay về cái lệnh này, chúng ta sẽ dùng lệnh là trên go to xy đây này, và quay về vị trí là xy ban đầu ở xy đây này. Đấy. Chúng ta quay về đây là x và y. Và chúng ta sẽ chạy lên phía trước. Được chưa? Chúng ta sẽ làm như sau. Đây này, chúng ta phải chạy lên phía trước, chạy lên chỗ này này. Chúng ta đi lên phía trước đây,
xong rẽ bên này sẽ rẽ phải này, đấy nhé, đi phía trước rẽ phải. Ở đây chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ phải ở đây này, ở đây nhé, chúng ta sẽ phải hướng lên, quay về thẳng lên trên, đấy, chỗ này quay về 0 độ, đấy nhé, xong múc về phía trước là D, D, sau đó là xoay phải 60 độ, xoay phải 60 độ, phải 60 độ, xoay phải 60 độ, và là múc phía trước D nữa, nên chuyển sang cái phần tử ở phía trên nhé. Được chưa? Và tới đây chúng ta sẽ giảm ca lên một đơn vị theo đúng cái lực, giảm ca nhé. Không phải xét mà trên ca. Trừ 1. Đấy. Và bây giờ mới là đúng đây. Đấy. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra đúng không nhé. Bây giờ tôi cùng nhau, chúng ta cùng nhau làm cái bài tập này. Đấy. Cùng nhau kiểm tra. Xem vẽ này đã đúng chưa nhé. Bây giờ tôi phóng đây. Phóng mèo để đây nhé. Bây giờ tôi đặt cái này bằng cái này bằng 6 nhé, kiểm tra cho nó ra đúng không nào. Đây. 6 cho nó ra cái này này. Tôi còn đặt là vẫn chưa đúng lắm nhé. Nó phải to lên, nó phải to toàn bộ cơ. Tôi kiểm tra một chút xem nó sai chỗ nào. Từ bây giờ tôi để cái này bằng 15 nhé. 15. Bây giờ tôi để cái này bằng 222. Là cái này bằng 222 nhé. Đặt vẽ nữa là 230 nhé, có được không? Vẫn được nhé, là 10 nhé, 2 là 240 nhé. 240. 240. Là không được nữa. 250 là không được nữa. 230, 230 thì vẫn được. Được, kiểm tra một chút nhá. Vẽ đây bằng 6 thì nguyên tắc nó phải vẽ lên toàn bộ cơ mới đúng, chỗ này là không đúng lắm, tôi kiểm tra một chút nó sai ở đâu đó nhé. Còn đúng rồi đấy, ta vẽ như vậy vẫn còn đúng rồi đấy. Bây giờ tôi kiểm tra một chút cái D này một chút xem là vì sao lại thế. Ở đây này, kiểm tra cái D nhé, chúng ta xem lại một chút cái D đi. Cái D của chúng ta là phải bằng cái này. Đến đây bằng cái này này. Đến đây bằng cái này mới đúng nhé. Để kiểm tra một chút nhé. Xem chúng ta đã vẽ đúng là như vậy chưa nhé. Minus cộng 1. Tôi để cái D bằng 15 như thế nào nhé, bằng 15 này, 6 này, vẫn như thế. Tôi để D bằng 230 này, 240 này, vẫn vẽ được nhé. Tôi để là 250 này, 250. 250 vẫn vẽ được, 260. 280 nó vẽ được không nhé, vẫn vẽ được nhé. Hôm họp vào đấy, bây giờ tôi sẽ để tôi kiểm tra xem còn sai chỗ nào không. Tôi thấy chỉ có tất cả đều đúng hết rồi, chỉ khác nhau là tôi muốn là khi mà n bằng 6 nó phải hình nó phải to lên toàn bộ nó mới đúng. Hình này là chưa đúng lắm nhỉ, nó tụt xuống này là không đúng, nó phải chạy lên một chút mới đúng cơ. Đấy, hình này tụt dưới này là không đúng lắm. Có gì đó nó hơi bị sai sai gì đó mà tôi không hình dung được sai chỗ nào.
Coi như đúng rồi đấy, coi như là đúng nhá, chúng ta kiểm tra một chút. Nhưng mà cái bài này các bạn thấy là nó rất là đặc thù, nó rất là hay đấy, nó là một cái bài nó rất tổng tổng thể. Nhưng mà nó khó. Bài này là cái bài này mà cho học sinh tiểu học làm đầy đủ, nhưng mà tôi làm đây là chúng ta học sinh tiểu học sẽ không làm được. Theo tôi là không làm được, rất là khó. Trên tôi vẫn ngay từ đầu tôi đã phản đối cái tư tưởng là cho những cái bài này vào cho học sinh tiểu học thi học trẻ là không hợp lý. Nó chỉ được ưu điểm là chấm nhanh thôi, nhưng còn nó không làm cho học sinh tiểu học thấy cảm thấy hứng thú, vì nó quá khó đối với học sinh, và học sinh không phân tích được những cái này. Cả cái thứ này là kiến thức mà nó rất là sâu về mặt toán học. Cấp 2 cũng thấy khó, nên là cấp 3 là cấp 1. Cho nên là những bài này là các bạn cần phải chú ý nhé. Thôi nhé, thì bây giờ tôi định kiểm tra thêm một chút, vì tôi muốn là nó và VN bằng 1 và to lên toàn màn hình cơ. Nhưng mà đây tôi cảm giác là tôi có một chỗ nào nó hơi sai một chút thôi, nó không 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 nó không sai lớn. Hình vẽ này là không sai nhé, hình vẽ này là tất cả hình vẽ này là không sai, chỉ sai ở chỗ này thôi. Để tôi kiểm tra sau nhé. Thôi được các bạn, bây giờ chúng ta dừng ở đây nhé. Và để chúng ta thấy là chúng ta đã làm một cái chương trình rất là đồ sộ, rất là phức tạp, và để phân tích cái bài toán như này chúng ta phải trải qua rất nhiều công đoạn, thấy không nào? Phải là người rất am hiểu về toán học thì người ta mới theo dõi được, biết là giáo viên chúng ta muốn dạy cho học sinh được, chúng ta cũng phải hiểu biết được. Những cái thứ này, nhiều cái thứ này theo tôi còn vượt quá cả trình độ của giáo viên tiểu học nữa, cho nên là rất là khó. Muốn giải bài toán tin học ấy mà muốn đầy đủ ấy, là chúng ta phải có đủ kiến thức về mặt toán học chúng ta mới làm được. À, cho nên nó rất là khó, theo tôi là nó lại vào loại khó nhá. Thôi được, bây giờ bài này là bài điển hình thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ về nhà, và sắp tới tôi sẽ thông báo, tôi sẽ mở một cái lớp học mà dạy học dạy 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 Scratch từ cơ bản đến nâng cao, từ từ Scratch cơ bản xong chuyển qua phần nâng cao, sau đó chuyển qua cái phần giải toán như thế này để chúng ta có cái hình dung là như thế nào nhé. Còn bây Em giờ thưa thầy ạ, thầy ơi, em thầy thầy có mở cái lớp mà bồi dưỡng cho tin học lớp 9, bồi giỏi học sinh lớp 9 nhỉ, từ lớp 8 đến lớp 9 nhỉ? hiện nay tôi không có thời gian, hiện nay tôi đang rất là bận cái việc viết sách giáo khoa cấp 3. Khi nào mà xong Vâng. đã nhé, xong Vâng. xong sách giáo khoa lớp 12 xong hết rồi thì tôi mới quay lại, mới có thể làm việc khác được. Hiện nay tôi rất bận, tôi tranh thủ, tôi chỉ vì cái sắp tới tháng sau Tết này là sau Tết này là nó có cái chuyện là thi học trẻ, thì tôi muốn là tôi dạy lại cái này một chút thôi cho một số giáo viên yêu cầu thôi, còn không 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 có kịp thời gian đâu để làm những việc khác nữa. Chuyện thi thi Vâng ạ. thi thi học sinh giỏi lớp 8, 9 thì chịu, bây giờ chúng tôi không không đủ thời gian. Chắc sau này nhé, khi nào mà xong hết tất cả rồi thì mới quay lại được. Thôi chúng ta nghỉ ở Vâng, đây nhé thế bạn này. thế thế thầy thầy tạo điều kiện cho bọn em thêm vài buổi nữa cái buổi cái xì đát này cho chúng em, để chúng em có điều kiện dạy lại cho các con ạ. Không, cái riêng Scratch này vì giáo viên yêu cầu tôi sẽ mở lớp mà nhé. Vâng vâng đấy, đúng là Tôi mở sẽ lớp thì mở thông lớp và báo thu chúng em phí chờ gần chút năm thôi, rồi. và thu phí và dạy cả phần cơ bản và phần nâng cao nhé. Vâng, tại vì là cái lớp này là các chúng em vẫn chờ thầy từ đợt đầu năm bây giờ, thầy Ok đầu lớp rồi, bây thế giờ. nhá. Vâng Tôi vâng sẽ mở mở lớp đó cho các bạn nhé. dạ vâng, đến thầy gọi thế nhé. Thế chào các bạn nhé. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Cái bài này tôi sửa lại, tôi sẽ gửi lên lên, lên lớp trên lớp cho cùng xem nhé. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em chào thầy ạ. Chào các bạn.